Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Tiếp tục ngày hôm nay thì anh Phương này rất vui mừng được giới thiệu và gửi tới các bác một cặp loa Mỹ bãi còn nguyên tục xốp. Phải nói rằng là những hàng này anh em mua sắm mạnh thật, cứ về đến đâu là hết đến đấy luôn các bác. Ngày hôm nay thì chúng ta lại có thêm được một bác khách hàng nữa, lại được cơ hội sở hữu một cặp loa mới nguyên thùng xốp của hãng JBL Bát 40. Mời các bác hãy cùng anh Phương bóc thùng nha. Hàng về thì với cái tình trạng còn nguyên bao bì luôn. Thông thường thì trên thị trường hiện nay thì chủ yếu là loa bãi, chứ còn những cái mã loa mới như thế này thì gần như không có. Anh Phương rất may mắn được anh em bên phân phối ưu tiên là cái dự án nó còn dư vài cặp. Thỉnh thoảng anh Phương lại nhập được một cặp về để bán cho các bác. Khi các bác chơi loa mới thì cái quyền lợi với lại việc mà các bác được thưởng thức cái chất âm nó chuẩn chỉ, đúng như nguyên gốc. Đấy. Tránh hiện tượng là loa bị can thiệp sửa chữa cũng như là loa bị xuống cấp. Đấy, lần đầu tiên cắt bao các bác nhé. Cắt bao là phải cắt bao hàng mới, chứ còn cắt bao hàng bãi thì cũng anh Phương không thích lắm. Đấy, còn nguyên giấy tờ 115. Hàng này cứ về đến đâu hết đấy các bạn. Thư của công ty gửi cảm ơn tới các bác. Đấy. California của Mỹ. Trong này thì có đầy đủ các thông số về kỹ thuật, chiều rộng, chiều dài, chiều ngang, chiều sâu, rồi là kích thước của chép cũng như là cái độ góc mở của loa. Đấy. Loa về thì với những dòng loa Mỹ thì nó vừa thơm phức luôn các bạn. Chơi loa này thì các bác khỏi phải lo là loa nó nát hay nó cũ hay nó bị làm lại hay là bị can thiệp sửa chữa gì. Chơi là các bác chỉ có gọi là mê thôi. Đấy. Đây quả thứ hai đây các bác. Các bác sở hữu những cặp loa này thì thực sự là mang lại rất nhiều cái điều mà các bác mong muốn. Bởi vì em thấy là cái mức độ chênh lệch về giá thành của cặp loa này so với này loa bãi nó không nhiều. Một đôi loa bãi còn zin như bên em đang bán khoảng 14 triệu đến 14 triệu 500 loa zin. Còn loa không zin thì bớt đi khoảng độ 3 triệu. Thế còn với những đôi loa mới này các bác chỉ còn thêm có khoảng độ 3 triệu, 4 triệu nữa là chúng ta được một đôi loa mới. Đôi loa mới này chúng em đang bán 17 triệu 500 nghìn đồng tại cửa hàng. Còn giá bao ship cho các bác là 18 triệu. Đấy, bóc thùng cho các bác nhé. 18 triệu mà được đôi loa mới của Mỹ chắc là chúng ta nghĩ rằng chỉ có trong mơ thôi đúng không? Thơm phức các bạn. Cái hàng này cứ mở ra cái là thơm. Đặc trưng của loa Mỹ. Với loa này thì nó rất là hiếm trên thị trường hiện nay. Nếu mà trên kênh bán hàng thì các bác rất ít khi có cơ hội được tìm đến được những đôi loa mới như thế này. Đấy. Thơm lắm. Thùng nỉ đẹp. Bát 40. Chép kèn. Về công suất của nó là công suất khởi động của nó là 250, công suất cực đại là 1000W. Dài tần nó đánh từ 38Hz đến 16kHz. Độ nhạy maximum đến 128dB. Đấy. Loa này thì đúng là loa nó nhạy, rất là nhạy. Với mức đầu tư của nó em nghĩ rằng là so với hàng B3 trên thị trường hiện nay thì nó có khi còn rẻ hơn. Nhưng về chất âm của dòng loa 115 này thì đúng là nó hơn hẳn luôn các bạn. Có một đôi duy nhất các bác nha. Khui thùng cho các bác kiểm tra kỹ càng trước khi gửi các bác. Với giá thành đầu tư là 17 triệu 500 ngàn đồng tại cửa hàng. Ship là 18 triệu các bác nha. Bác nào có nhu cầu đầu tư đến dòng loa mới này alo cho em với số máy 0971998555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.